Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Vi Tùng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 481 của bộ truyện Tiên Hiệp Dày Kỳ Tiên Kịch, tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc Vi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Vi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Thiên Tôn Niết trường tồn qua năm tháng, thủy chung tồn tại trong hư vô kỳ dị này. Chỉ có tu sĩ Thiên Tôn tản thần thức ra, xông thẳng lên 9 tầng trời mới có thể bước vào nơi đây. Nguyên lý có liên quan tới nơi này cho đến nay thì rất ít người hiểu được. Chỉ biết rằng năm đó đây là nơi mà tiên tổ bắt chước thái cổ thần cảnh tạo ra, giúp hậu nhân của tiên tộc có thể thích ứng trước, để có càng nhiều tu sĩ đại thiên tôn xuất hiện hơn. Vô số năm qua, rất nhiều tu sĩ Thiên Tôn hầu như người nào cũng đều phải tới Thiên Tôn Niết này, xông qua từng tầng cung điện, dùng cách này để kiểm chứng tu vi bản thân, thành danh khắp cả tiên tộc. Thiên Tôn Niết cũng là nơi mà 5 vị đại thiên tôn hiện giờ cực kỳ coi trọng. Những thiên tôn họ mời chào về dưới trướng đều là những người đã vượt qua được một số tầng Thiên Tôn Niết nhất định. Giờ phút này thì ánh mắt của mấy trăm tu sĩ bên ngoài đại điện ở tầng đầu tiên của Thiên Tôn Niết ngưng tụ về phía đạo cầu vồng, trong nháy mắt lao tới gần tầng thứ nhất của Thiên Tôn Niết. Cầu vồng tiêu tán đi, hóa thành thân ảnh vâng lâm, rơi xuống mặt đất. Trong tích tắc khi hắn bước lên mặt đất bên ngoài cung điện này, ánh mắt của tu sĩ bốn phía cũng chuyển động theo. Thần sắc vâng lâm như thường, ánh mắt đảo qua bốn phía. Những tu sĩ Thiên Tôn này hắn cũng biết một chút, nhưng rất nhiều người hắn lại chưa từng gặp qua bao giờ. Dù sao thì những năm tháng gần đây, Thiên Tôn Niết có người rời đi, cũng có người trở lại xông lên tầng cao hơn. Những người biết hắn đều hướng về phía hắn ôm quyền mỉm cười. Vâng lâm mỉm cười đáp lại: thân là tu sĩ Thiên Tôn, nếu không có cừu oán gì thì trừ phi là có kẻ tính cách cô độc, ai ai cũng vui vẻ kết giao với cả người khác thôi. Mà Vâng lâm trong vài chục năm gần đây biệt tâm bệt tích, nhưng năm đó liên tục xông lên 4 tầng của Thiên Tôn Niết này cũng đã gây ra chấn động nhỏ đủ để các tu sĩ Thiên Tôn nguyện ý kết giao. Chẳng qua dù sao trong mắt một số thiên tôn thì người xông lên tầng 4 cũng vẫn còn là chưa đủ, do đó không ít người thần sắc cũng khá là lãnh đạm. Ta mấy năm trước có nghe nói tới Bạch Phát Thiên Tôn này, hắn bước vào tầng điện đầu tiên thất bại, nhưng sau đó lại liên tiếp xông qua 4 tầng, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường đâu. 4 tầng sao? Dù là 4 tầng thì đã sao? Chúng ta có người nào không xông qua tầng thứ 4 đâu. Chẳng qua người này lần đầu tiên thất bại, sau đó lại liên tục xông qua được 4 tầng nên mới gây chú ý mà thôi. Cũng đúng, Bạch Phát Thiên Tôn này theo ta tính thì nhiều nhất cũng chỉ lên được tầng thứ 5 mà thôi. Tu sĩ Thiên Tôn bốn phía nhìn về phía Vương Lâm, có người muốn giao hảo, có người dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Trong đó có người quen biết Vương Lâm, có người khinh thị. Nhưng tu vi đã đạt tới cấp độ Thiên Tôn, tuyệt đối không dễ dàng biểu hiện ý nghĩ ra ngoài thần sắc, khiến cho người ta không thể nhìn ra dấu vết. Và lúc này tu sĩ bốn phía nhìn Vương Lâm, có người muốn giao hảo, không thể nhìn ra dấu vết. Trúc Lâm Thiên Tôn ngồi phía xa xa trầm mặc, ánh mắt ngưng tụ trên người Vương Lâm. Một lát sau hắn mới nhắm mắt lại, không nhìn tới nữa. Hắn không khinh thị, nhưng mà cũng không nhận định Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ 7 như mình. Đối với cả người giấy tầng thứ 7 thì dù hắn để ý nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi. Vương Lâm không lập tức xông lên Thiên Tôn Niết mà đứng bên ngoài đại điện tầng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn lên tầng đại điện trên Thiên Tôn Niết càng ngày càng cao, ở nơi tầng 9 nhìn vô cùng mơ hồ. Những năm gần đây Vương Lâm đã hiểu rõ Thiên Tôn Niết này có 19 tầng. Hôm nay trong thiên tộc, người có thể xông qua tầng thứ 9 không tới 60 người. Những người này không ai đạt được tới cấp độ Thiên Tôn đỉnh phong. Chỉ bước một bước nhỏ nữa, nếu có thể xông qua tầng thứ 10 là lập tức trở thành Dược Thiên Tôn. Trong bọn họ, mỗi người đi tới Thiên Tôn Niết đều khiến tất cả Thiên Tôn Niết chấn động. Dù sao nếu có thể chứng kiến được một vị Dược Thiên Tôn xuất hiện, thì đối với tất cả những vị Thiên Tôn có mặt đều là chuyện cực kỳ hiếm có. Thậm chí chuyện này có khả năng khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý, ngưng tụ thần niệm tới nhìn tận mắt. Chẳng qua Diệt Thiên Tôn trên đại lục của tiên tộc chỉ có 48 người. Rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện thêm một người nào. Có thể thấy tầng thứ 10 này gian nan tới mức nào rồi.
Chỉ có tu sĩ Dược Thiên Tôn mới có thể sau khi xông lên tầng thứ 10, tiếp tục xông lên tầng thứ 11. Nếu có thể bước lên tầng cuối cùng là tầng thứ 19, thì nghe đồn rất có khả năng trong tương lai sẽ trở thành Đại Thiên Tôn. Mà tu sĩ Dược Thiên Tôn có thể xông lên tầng thứ 19 cũng có chiến lược khiến cho Đại Thiên Tôn không dám dễ dàng ra tay. Chẳng qua dù là Dược Thiên Tôn thì hôm nay cũng không ai có khả năng xông lên tầng thứ 19 này. Người nhiều nhất là Minh Đạo Tôn ở trong Dược Thiên Tôn cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 16, không thể xông qua được nữa. Mấy vạn năm qua càng chưa có người nào có thể vượt qua Minh Đạo Tôn. Trong cả tiên tộc lúc này, Minh Đạo Tôn là người có khả năng nhất trở thành Đại Thiên Tôn. Thậm chí có người còn nói hắn là mặt trời thứ 6 được của tiên tộc. Danh khí của hắn dù không bằng Đại Thiên Tôn, nhưng là người thấp chỉ sau mỗi Đại Thiên Tôn mà thôi. Được tiên hoàng bát cực Đại Thiên Tôn cực kỳ coi trọng, hao phí rất nhiều mới có thể mời về dưới trướng, cũng không đối đãi như là Thiên Tôn hay Dược Thiên Tôn tầm thường mà cao hơn rất là nhiều. Lần này tới hoàng thành của tiên tộc có lẽ có thể gặp vào vị Minh Đạo Tôn thanh danh hiển hách này. Người này được coi là đệ nhất ở trong đám Dược Thiên Tôn, nhất định bất phàm. Ánh mắt Phương Lâm thầm lóe lên. Lần này ta muốn một lần hành động, thiên hạ phải chấn kinh ta. Mà trước tiên cứ thử xem nếu không mặc hồn khải thì bằng thực lực bản thân của ta có thể xông lên tầng thứ mấy. Thần sắc Phương Lâm bình tĩnh, nhắm hai mắt lại. Một lát sau hắn mở bừng hai mắt, trong mắt bừng sáng, thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp từ tầng cung điện tầng thứ nhất bay thẳng lên bầu trời. Lúc mà thân ảnh hắn bay ra, không ít thiên tôn bốn phía ngưng thần nhìn lại, nhưng lại càng có nhiều người thu hồi ánh mắt, nhắm mắt ngồi xuống, không để tới hắn nữa. Trúc Lâm Thiên Tôn cũng nhắm mắt đả tọa, không nhìn tới nữa. Thiên Tôn Niết đều đã từng thông qua tầng nào thì sau lần xông lên có thể trực tiếp đi qua, không bị uy áp của tầng cung điện đó ngăn cản nữa. Thân thể Vương Lâm nhanh chóng bay lên, lướt qua 4 tầng đầu, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời bên ngoài tầng cung điện thứ 5. Không một chút chần chừ, bước từng bước vào bên trong. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào tầng thứ 5 của Thiên Tôn Niết, trước mắt hắn liền mơ hồ, cảm giác ở 4 tầng đầu năm xưa lại hiện lên một lần nữa. Một lát sau khi Vương Lâm thấy rõ ràng, bất ngờ đã thấy bản thân ở giữa tinh không. Tầng thứ 5 khi xưa là 36 tu chân tinh ngưng tụ mà lao tới, trong đó có tu chân tinh màu vàng. Mỗi một tu chân tinh màu vàng này bên trong đều có lực lượng không kém tất cả tu chân tinh dung hợp. Không biết tầng thứ 5 này có mấy tu chân tinh màu vàng đây. Vương Lâm ở giữa hư vô, ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong tinh không phía trước đột nhiên có 45 tu chân tinh thay đổi quỹ tích, mang theo tiếng gào thét kinh tai nhức óc mà lao tới. Trong quá trình này có 5 tu chân tinh bất ngờ bộc phát ra kim quang chói mắt, trong thời gian ngắn liền hoàn toàn hóa thành màu vàng tinh thuần. 5 tu chân tinh màu vàng kim này tỏa ra uy áp, khiến cho hư vô giống như là run rẩy. Theo những tu chân tinh còn lại mà lao thẳng về phía Vương Lâm. 5 tu chân tinh sao? Vương Lâm đứng ở trong hư vô, thần sắc như thường. Trong nháy mắt khi mà đám tu chân tinh này gào thét lao tới, bỗng nhiên vung tay phải lên, trong nháy mắt khiến tu vi không kiếp ầm ầm bộc phát. Một, hai, ba, 11, 12, 13. Tay phải Vương Lâm nắm chặt thành quyền, tạo thành tiếng bùng bùng vang vọng. 13 đạo thần thông ngưng tụ trong một quyền này. Lúc này khí tức tu vi của hắn vẫn là không kiếp sơ kỳ như trước, nhưng lại nhanh chóng tăng lên. Sau khi đã tới không kiếp trung kỳ, ta còn chưa hoàn toàn phóng thích một lần thử xem ngưng tụ được bao nhiêu đạo thần thông trong một quyền. Mái tóc bạc trắng của Vương Lâm tung bay, y phục như có cuồng phong quét ngang qua. Khí tức tu vi ầm ầm bộc phát, từ không kiếp sơ kỳ vọt lên đỉnh điểm của hắn hiện giờ, không kiếp trung kỳ. Đạo thứ 14. Trong bàn tay phải của Vương Lâm bất ngờ có thêm một đạo thần thông dung nhập vào bên trong. Sau đó đạo thứ 15, 16, 17. Không dừng lại một chút nào, cùng với lúc tu vi Vương Lâm tăng lên không kiếp trung kỳ, lập tức ngưng tụ mà ra. Trong chớp mắt đã có 21 đạo thần thông. Dựa theo tính toán của ta, tu vi không kiếp mỗi lần đề cao được một cảnh giới thì có thể dung hợp thêm 9 đạo thần thông. Sau khi mà tăng lên đã tới 18 đạo. Nhưng bởi vì có kim mộc bổn nguyên vừa xuất hiện,
tu vi hơi tinh tiến nên có thể ngưng tụ thêm 4 đạo nữa, tổng cộng là 22 đạo. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lúc này tu chân tinh bốn phía đang gào thét ngày càng tới gần. Đạo thứ 22. Hai mắt Vương Lâm nhắm lại, tay phải nắm một quyền đột nhiên chuyển ra tiếng nổ ầm ầm. Đạo thần thông thứ 22 trực tiếp ngưng tụ mà thành. Một luồng lực lượng kinh thiên động địa từ trong nắm tay hắn lan ra, giống như một quyền này có thể đánh tan hư không vậy. Hẳn là có thể đạt tới 23 đạo. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, không lập tức công kích tu chân tinh đang lao tới mà thân thể nhảy lên. Lao lên trên, cánh tay phải trong nháy mắt nổi đầy gân xanh. Hình như có một luồng lực lượng khổng lồ lưu chuyển trong cánh tay phải, thay thế máu huyết trong huyết mạch rồi nhanh chóng chuyển động, cuối cùng ngưng tụ trong nắm tay hắn phát ra một tiếng ầm vang. Trong tiếng ầm vang này, mái tóc Vương Lâm tung bay, hai mắt lấp lánh hữu thần. Trong nắm tay của hắn chợt ngưng tụ tới đạo thần thông thứ 23. 23 đạo thần thông đã là cực hạn lúc này của ta rồi. Nhiều hơn một đạo đó chính là cảm ngộ trong Đông Lâm Trì, khiến cho bổn nguyên cũng có gia tăng một chút. Vương Lâm cúi đầu nhìn xuống, phía dưới hơn 40 tu chân tinh đang gào thét lao tới. Trong đó có 5 tu chân tinh màu vàng tỏa ra uy áp cường đại. Áp sát chỉ còn cách Vương Lâm không tới mấy trăm trượng. Tầng thứ 5 này chỉ cần xuất ra một bổn nguyên chân thân là đủ rồi. Thân thể Vương Lâm trong nháy mắt liền có hình ảnh chồng lên. Ngũ hành chân thân bất ngờ biến ảo ra. Vương Lâm nắm hữu quyền hướng về phía tu chân tinh bên dưới đánh tới. 23 đạo thần thông dung hợp trong một quyền. Hơn nữa là có phân thân tăng lên, tương đương với 46 đạo thần thông, đánh thẳng tới 45 tu chân tinh kia. Trong tiếng ầm vang kịch liệt, hư vô sụp đổ, kim quang vô tận chói mắt tỏa ra xuyên qua tinh không, phá tan hư vô này, và cũng nhanh chóng quách tán ra từ đại điện Thiên Tôn Niết tầng thứ 5, rồi bao phủ cả Thiên Tôn Niết này, khiến cho mấy trăm thiên tôn phía dưới phải ngẩng đầu nhìn lên. Kim quang kia bao phủ Thiên Tôn Niết, nhuộm vàng cả mặt đất. Mấy trăm thiên tôn trên mặt đất thần sắc bình tĩnh, giống như đối với cả chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thậm chí còn có một số người căn bản không ngẩng đầu nhìn lên mà vẫn đắm chìm trong đả tọa, ngay cả hai mắt cũng không mở ra, giống như là kim quang ở tầng thứ 5 này đối với bọn họ mà nói không gây được một chút hứng thú nào. Lúc này Trúc Lâm Thiên Tôn ở phía xa xa không mở hai mắt, hắn đang đắm chìm trong nội tâm tính toán để vượt qua tầng thứ 8. Với tu vi của hắn vốn phải vượt qua được tầng này nhưng lại phải dừng lại ở nơi đây. Bạch Phát Thiên Tôn này tiến vào tầng thứ 5, cho tới khi mà xuất hiện kim quang thời gian cũng hơi dài một chút, còn lâu thì mới bằng tốc độ của hắn ở 4 tầng đầu. Xem ra người này ở tầng thứ 5 cũng gặp phải không ít khó khăn đây. Thời gian tuy rằng rất ngắn nhưng mà cũng không khác biệt lắm so với cả thiên tôn tầm thường. Nói như vậy thì đúng là không có gì đáng chú ý tới rồi. Không biết hắn sẽ rời đi giống năm xưa hay là thử xông lên tầng thứ 6 một lần. Chẳng qua tầng thứ 6 này hắn hẳn là không thể vượt qua nổi đâu. Đám thiên tôn ngẩng đầu nhìn đều trầm ngâm, có một số người còn hơi thất vọng. Dù sao bọn họ sở dĩ để tới Vương Lâm chính là vì nghe nói tới tốc độ Vương Lâm xông qua 4 tầng đầu năm xưa. Nếu không thì một người vượt qua tầng thứ 5 dù kinh người nhưng mà cũng không sao có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy được. Lúc này trong kim quang trên bầu trời cung điện tầng thứ 5, thân ảnh Vương Lâm lao ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh, không nhìn xuống bên dưới mà ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 6. Ánh mắt lóe sáng, không chút do dự mà lao thẳng lên. Hành động này của hắn khiến cho đám thiên tôn đang nhìn phía dưới liền tập trung nhìn lại. Hắn không ngờ là thật sự xông lên tầng thứ 6 đấy. Ta cũng đang dừng lại ở tầng này, không thể vượt qua. Người này vượt qua được tầng thứ 5 cũng là tương đối gian nan. Thời gian còn nhiều ta hơn ta một chút. Ta không thể vượt qua tầng thứ 6, hắn nhất định là cũng thất bại thôi. Bạch Phát Thiên Tôn này sao lại không rời đi chứ? Tầng thứ 6 mới có chút thú vị. Người này nếu có thể vượt qua thì cũng có thể kết ra một phen. Tu sĩ Thiên Tôn ở phía dưới hầu như là không người nào cho rằng Vương Lâm có thể thành công vượt qua tầng thứ 6. Dù sao thì thời gian hắn vào tầng thứ 5 cũng quá mức tầm thường, không kinh người chút nào. Trong kim quang tầng thứ 5, một số thiên tôn vừa rồi không mở mắt lúc này cũng mở mắt nhìn lên tầng thứ 6. Trúc Lâm Thiên Tôn xa xa cũng mở đôi mắt, bình tĩnh đảo qua. Trong nháy mắt đang định nhắm mắt lại thì đột nhiên trong đồng tử quán bất ngờ xuất hiện kim quang chói mắt. Trong tích tắc khi mà kim quang này xuất hiện, thần sắc của Trúc Lâm Thiên Tôn lập tức trở nên ngưng trọng.
trong đôi mắt xuất hiện kim quang không chỉ có Trúc Lâm Thiên Tôn, mà còn có cả những thiên tôn đang ngẩng đầu nhìn lên ở bên ngoài tầng 1. Trong mỗi đôi mắt bọn họ đều bất ngờ xuất hiện kim quang. Kim quang này không phải là do bọn họ phát ra, mà chiếu xuống từ bầu trời, từ cung điện tầng thứ 6. Bởi vì chỉ thấy cung điện tầng thứ 6, hầu như chỉ sau khi mà Vương Lâm tiến vào không tới 7 nhịp thở, thì bất ngờ liền bộc phát ra kim quang kinh thiên, nối liền với cả kim quang tầng 5, tạo thành cảnh tượng huy hoàng năm xưa. Qua rồi sao? Đám tu sĩ phía dưới lập tức có người đứng lên, ánh mắt lộ vẻ kiếp sợ. Hắn xông qua tầng thứ 6 rồi, chỉ cần thời gian 7 nhịp thở đó. Vài chục năm trước hắn liên tiếp xông qua 4 tầng, hôm nay lại xuất hiện một lần nữa, không ngờ lại có thể xông lên tầng thứ 5, thứ 6. Tu vi người này tuyệt đối không tầm thường. Có thể xông qua tầng thứ 6, nói rõ người này ít nhất có thể dung hợp 50 thần thông vào trong thân thể. Tu sĩ thiên tôn có thể làm được điều này, cả tiên tộc cũng không vượt quá 400 người. Một đám tu sĩ thiên tôn ở phía dưới thần sắc ngưng trọng, đều nhìn về phía bầu trời. Mặc dù những người trước đó nhắm mắt không để ý, cảm thấy không có gì hấp dẫn, thì giờ phút này cũng đều mở hai mắt, nhìn về phía thân ảnh lao ra từ kim quang trên tầng thứ 6 trên bầu trời. Tu sĩ thiên tôn xông qua tầng thứ 6 trong thiên tôn niết cũng có thể coi là cường giả. Trúc Lâm Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm trên bầu trời, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này Vương Lâm không khỏi khiến cho hắn nhớ tới năm đó, làm cho hắn không chút để ý nhưng lại liên tục vượt qua 4 tầng, khiến cho ánh mắt hắn phải ngưng tụ. Tầng thứ 7, hắn muốn xông lên tầng thứ 7 sao? Lại xông lên tầng thứ 7, người có thể thông qua tầng thứ 7 cả tiên tộc không tới 200 người. Hắn tuy rằng có thể dễ dàng thông qua tầng thứ 6, nhưng tầng thứ 7 này cũng không dễ dàng đâu. Nói không chừng hắn thật sự có thể xông qua được đó. Mấy trăm thiên tôn phía dưới thần sắc đều phấn chấn. Trong ánh mắt của bọn họ, thân ảnh Vương Lâm từ trong kim quang tầng thứ 6 không hạ xuống, mà gào thét bay thẳng lên phía tầng thứ 7. Thân ảnh hắn giờ phút này bị hầu hết tất cả ánh mắt phía dưới ngưng tụ lại, có chờ mong, có hoài nghi, thậm chí cũng có một số là khinh thường. Hiển nhiên cho rằng Vương Lâm dù có thực lực xông qua tầng thứ 6, nhưng tuyệt đối khó vượt qua được tầng thứ 7 này. Trúc Lâm Thiên Tôn đã không còn đả tọa nữa, mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm biến mất ở trong đại điện tầng 7, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Dù sao nếu Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ 7, thì cũng đại biểu cho hắn là tu sĩ đồng cấp với cả Trúc Lâm Thiên Tôn. Tu sĩ như vậy bản thân hắn chính mắt nhìn thấy hai lần xông lên Thiên Tôn Niết, làm sao mà hắn có thể không thèm để ý được. Trong nháy mắt sau khi mà Vương Lâm tiến vào tầng thứ 7, tu sĩ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hầu như mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở, bốn, năm nhịp thở. Vào tích tắc khi mà nhịp thở thứ 5 trôi qua, đột nhiên trong đám tu sĩ thiên tôn này bất ngờ truyền ra những tiếng kinh hô không dám tin. Bởi vì chỉ thấy tầng cung điện thứ 7 trên bầu trời bất ngờ bộc phát ra kim quang kinh người. Kim quang này dung hợp với cả kim quang trong tầng thứ 5 và tầng thứ 6, nối liền lại thành một mảnh, chiếu rọi hoàn toàn thiên tôn niết, giống như là một mặt trời vậy. Một thân ảnh vọt ra từ kim quang tầng thứ 7, mái tóc bạc tung bay trong kim quang, tràn ngập một luồng khí thế khiến cho thiên tôn phía dưới phải hô hấp không thông. Hắn xông qua tầng thứ 7 rồi kìa. Thời gian 5 nhịp thở, không ngờ còn nhanh hơn cả tầng thứ 6. Hắn rốt cuộc đã có chiến lực tới mức nào, có thể xông qua tầng thứ 7 trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là danh chấn toàn tiên tộc rồi. 5 nhịp thở đã đạt qua tầng thứ 7, loại tốc độ này ta chưa bao giờ nghe qua. Mấy trăm tu sĩ phía dưới tâm thần chấn động, giờ phút này không có chút khinh thường. Cả đám người này nhìn vào thân ảnh trong kim quang trên không trung, ánh mắt lộ vẻ tôn kính. Càng có một số người phải dừng lại ở tầng thứ 4, thứ 5, nhìn về phía Vương Lâm, mơ hồ có sự phức tạp. Trong đám tu sĩ thiên tôn, sự chênh lệch mạnh yếu là rất lớn. Đối với người có thể vượt qua tầng thứ 7, dù đều là thiên tôn nhưng mà cũng nhận được sự tôn kính. Ví dụ như là Trúc Lâm Thiên Tôn chẳng hạn, mặc dù tính cách cô độc cao ngạo, nhưng nếu hắn xông lên thiên tôn niết này thì tất cả mọi người đều phải trông ngóng. Tầng thứ 7 rồi sao? Trúc Lâm Thiên Tôn trầm mặc, hắn thật là không ngờ đối phương lại có thực lực như vậy. Hắn sẽ xông lên tầng thứ 8 sao? Tầng thứ 8 rất khó khăn đó. Trên bầu trời, Vương Lâm đứng trong kim quang của tầng thứ 7, thần sắc bình tĩnh. Trong tầng 7 này hắn đã xuất ra cả Lôi Đỉnh chân thân và Ngũ Hành chân thân, triển khai toàn bộ lực lượng của hai chân thân,
lúc này mới dùng ưu thế áp đảo mà vượt qua tầng thứ 7. Thiên tôn niết này càng lên cao càng khó khăn, không biết là tầng thứ 8 này sẽ thế nào đây. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 8, thân thể nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng lên tầng thứ 8. Hắn chỉ muốn xông lên thiên tôn niết, không để ý tới hành động của mình gây ra chấn động gì trong mấy trăm thiên tôn phía dưới. Ôi, tầng thứ 8 kìa, hắn lại xông qua tầng thứ 8 kìa. Đúng là một người cuồng vọng mà. Trúc Lâm Thiên Tôn cũng đã thất bại ở tầng thứ 8. Người này... Người có thể thông qua tầng thứ 8 trong tiên tộc không tới 50 người. Những người này đều tích lũy rất nhiều năm mới thực hiện được việc này. Nghe nói tầng này rất là khó. Nếu có người vượt qua thì lập tức được Đại Thiên Tôn sẽ biết. Giờ phút này hầu hết trên mặt đất, mọi người đều đứng dậy. Loại chuyện liên tục xông qua tầng 5, 6 và 7. Giờ thì đến 8, đủ khiến bọn họ phải ngưng trọng. Trúc Lâm Thiên Tôn cũng đứng phát dậy, không ngồi đà tọa nữa, mà nhìn chằm chằm vào tầng cung điện thứ 8 trên bầu trời. Hắn xông lên tầng thứ 8 mấy lần nhưng mà đều thất bại. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy có người trước mặt mình xông lên tầng 8, thì ánh mắt liền lóe sáng, bất ngờ đứng thẳng lên, nhìn không trung. Tầng thứ 8 sao? Hắn có thể vượt qua được không đây? Những người này vốn tưởng thời gian trôi qua sẽ rất lâu, nhưng chỉ sau 3 nhịp thở, từ tầng thứ 8 đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, khiến cho mọi người ở nơi này hoàn toàn sửng sốt, sững sờ. Kim quang ở tầng thứ 8 này đã nhiều năm không tỏa ra tại Thiên Tôn Niết, nhưng mà giờ phút này thì kim quang này đã dung hợp với những tầng dưới, bất ngờ bao phủ tầng tầng Thiên Tôn Niết, khiến cho tất cả mọi người đều bị vây trong kim quang. Hắn vượt qua tầng thứ 8 rồi. Sắc mặt Trúc Lâm Thiên Tôn tái nhợt, lộ ra vẻ khiếp sợ và phức tạp. Hắn mấy lần xông lên đều thất bại, nhưng mà hôm nay lại tận mắt thấy người khác dùng thời gian 3 nhịp thở đã thong dong vượt qua. Mấy trăm thiên tôn phía dưới tràn ngập trong kim quang đã quên cả suy nghĩ, giờ đây tất cả đều nhìn thân ảnh Vương Lâm trên bầu trời mà trầm mặc. Các hạ tên là gì? Bất ngờ Trúc Lâm Thiên Tôn ngẩng phát đầu, truyền ra một giọng nói vang vọng. Giọng nói này làm thức tỉnh mấy trăm tu sĩ thiên tôn ở phía dưới. Một vài người cá biệt biết tên Vương Lâm, nhưng đại bộ phận đều chỉ biết hắn là Bạch Phát Thiên Tôn. Ta là Vương Lâm. Vương Lâm ở trong kim quang tầng thứ 8 nhìn phía dưới một chút, bình tĩnh mở miệng. Sau khi hắn mở miệng, ánh mắt liền nhìn lên tầng thứ 9 mơ hồ đang bị bao phủ trong mây mù kia. Xông qua tầng thứ 9 chính là đỉnh điểm của thiên tôn. Xông qua tầng thứ 9 liền danh chấn toàn tiên tộc. Xông qua tầng thứ 9 có thể tiếp cận được gần với cả Diệp Thiên Tôn vô hạn. Vương Lâm ở trong tiên tộc thời gian đã không còn ngắn, mấy trăm năm qua cho tới hôm nay, hắn không hề kích động mà bình tĩnh như là nước giếng trong. Dưới sự chú ý của tất cả tu sĩ thiên tôn phía dưới, Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, đi về phía tầng đại điện thứ 9 đã mấy vạn năm không có kim quang tỏa ra kia. Nam Châu Đạo Nhất Tông. Đây là đệ nhất tông tại Nam Châu, thanh danh hiển hách, danh chấn Nam Châu. Dù ca trong tiên tộc thì Đạo Nhất Tông cũng là một tông môn khổng lồ. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì một người được gọi là Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Ở hậu sơn dưới một ngọn thác, tiếng nước chảy ào ào, hơi nước bắn lên mơ hồ. Trong một cái hồ ở phía dưới ngọn thác, một thanh niên mặc đạo bào đang bình tĩnh ngồi đó, trong tay cầm một cành liễu buông xuống mặt nước, nhắm mắt giống như đang câu cá. Vương Lâm xông qua Thiên Tôn Niết trong nháy mắt khi vượt qua tầng 8, thanh niên mặc đạo bào này đột nhiên mở bừng đôi mắt, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời trong xanh, thần sắc bình tĩnh. Xông qua tầng thứ 8 rồi sao? Khóe miệng người thanh niên mặc đạo bào này lộ ra một nụ cười, cành liễu trong tay vung lên mặt nước. Một động tác này lập tức khiến cho mặt nước rung động. Một gợn sóng lan ra, bất ngờ xuất hiện trong đó là cảnh tượng bên trong Thiên Tôn Niết. Tại Bắc Châu, ngàn dặm băng phong, gió tuyết tràn ngập khắp cả năm. Những bông tuyết bị gió thổi tới, truyền ra tiếng nức nở trong thiên địa, giống như là quỷ khóc, khiến cho phân nửa tu sĩ lần đầu tới Bắc Châu đều chấn động tâm thần. Ở chỗ xa nhất về phía bắc của Bắc Châu có một dãy núi vươn lên, giống như là những khối băng mấy vạn năm, giống như là những thanh kiếm sắc bén vươn lên tận trời xanh, sừng sững đứng trong thiên địa. Từ xa nhìn lại, cả dãy núi dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng như ngọc, lộ ra vẻ lạnh lẽo vô cùng. Nơi này chính là động phủ của Võ Phong Đại Thiên Tôn ở Bắc Châu. Trong một dòng sông băng có một nam tử trung niên đầu trọc đang ngồi, thân thể hắn cực kỳ cao lớn, khoanh chân ngồi đó. Trước mặt hắn, dòng sông băng bị ánh mặt trời chiết xạ, phát ra ánh sáng, một cảnh tượng hư ảo. Trong cảnh tượng đó chính là Thiên Tôn Niết.
Tu sĩ cao lớn chọc đầu này thần sắc bình tĩnh nhìn cảnh tượng hư ảo trong dòng sông băng, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang hướng về phía tầng thứ 9 dần dần lóe sáng. Trong Thiên Tôn Niết, một khi có tu sĩ xông qua tầng thứ 8 thì lập tức Đại Thiên Tôn sẽ biết. Giờ phút này trừ Đạo Nhất và Võ Phong Đại Thiên Tôn ra thì ở trên đế sơn ở Trung Châu, lá đỏ mùa thu tung bay, một nữ tử tuyệt mỹ kinh ngạc nhìn chiếc lá trước mặt. Trong chiếc lá kia giống như là có càn khôn khác chiếu ra cảnh tượng trong Thiên Tôn Niết. Bên cạnh nữ tử này có một lão già đang khoanh chân ngồi, dáng vẻ hắn lười biếng, ánh mắt giống như là vô tình đảo qua, nhưng cũng như là không có chút tinh thần, phảng phất như cảnh tượng trong phiến lá không khiến cho hắn có chút hứng thú lắm thì phải. Sư tôn, nếu hắn xông qua được tầng thứ 9, người có mời hắn hay không? Nữ tử tuyệt mỹ kia nhìn lá thu trước mặt nhẹ giọng nói. Lão già bên cạnh này hé đôi mắt đảo qua lá thu trước mặt một cái. Sư tôn, nếu hắn có thể xông qua được tầng thứ 9, người có mời hắn hay không? Nữ tử tuyệt mỹ kia nhìn lá thu trước mặt nhẹ giọng mà nói. Lão già bên cạnh này hé đôi mắt đảo qua lá thu trước mặt một cái. Nếu như tất cả tu sĩ xông qua tầng thứ 9 vi sư đều mời vào đế sơn này thì chẳng phải sẽ quá ồn ào sao? Tầng thứ 9 có thể khiến cho Võ Phong Đại Thiên Tôn coi trọng, bởi vì người này sau khi trở thành Đại Thiên Tôn thì nóng lòng muốn mở rộng thế lực, muốn bồi dưỡng ra Đại Thiên Tôn thứ 6, cũng muốn tìm ra người bảo vệ cho mình khi mà chuyển thế. Nhưng đối với cả vi sư mà nói thì người xông qua được tầng thứ 9 giống như con kiến mà thôi, chẳng qua chỉ là một con kiến hơi lớn hơn một chút mà thôi. Trừ phi hắn có thể giống như là Minh Đạo Tôn xông qua được tầng thứ 15 thì vi sư mới đi mời chào hắn. Lão già nọ mở miệng nói. Nữ tử tuyệt mỹ kia trầm mặc cắn môi nhìn mảnh lá thu không nói gì nữa. Ở trong Hoàng Thành Trung Châu, trong một cung điện xa hoa, cung điện này không có một bóng người, nhưng ở giữa cung điện lại có một tấm màn nước ảo biến ảo ra giữa không trung, bên trong hiện rõ cảnh tượng Vương Lâm ở trong Thiên Tôn Niết. Tại Đông Châu Tử Dương Tông, trong Cửu Thông Tập Tham Môn, trong cấm địa của Tử Dương Tông, trong một gian phòng đá có một nam tử trung niên mặc áo tím đang nhìn không chớp mắt vào một tấm gương lớn, trong đó có hình ảnh đang diễn ra ở Thiên Tôn Niết. Chẳng qua dưới kim quang tràn ngập, thân ảnh trong đó chỉ nhìn được một cách mơ hồ mà thôi. Ở bên cạnh nam tử trung niên này còn có hai cô bé mặc áo đỏ và tím. Hai cô bé này tầm 7-8 tuổi, trông xinh xắn vô cùng, hai ánh mắt lấp lánh có thần. Giờ phút này cô bé áo đỏ đang chống cằm ngáp dài, thoạt nhìn giống như là đang quan sát mặt gương kia, nhưng trên thực tế lại đang nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi đùa. Đôi mắt của cô nhìn về phía cô bé áo tím, hai người đồng thời nháy mắt, nhếch miệng mà cười. Bên cạnh cô bé áo tím còn có một tu sĩ vẻ mặt nhăn nhó như là mướp đắng đang ngồi chồm hổm ở đó, trên cổ còn đeo xích, khuôn mặt như sắp khóc, hiển nhiên là bị uất ức ở trong thời gian dài, cả người uể oải vô cùng. "Này, Tiểu Lang, vẻ mặt của ngươi làm sao vậy? Tiểu Lang ngoan, không nên không nghe lời." Cô bé áo tím nhìn thấy vẻ mặt của tu sĩ kia, giơ tay vỗ lên đầu hắn liên tục vài cái, mỗi lần vỗ lại khiến cho tu sĩ kia cúi đầu, trong mắt lại càng nhiều nước mắt. "Ôi hai tiểu tổ tông ơi, các người không nên nghĩ chuyện khác nữa. Các người nhìn người này một chút đi. Ta đã điều tra rồi, hắn cũng tới từ Đông Châu, lại xông qua tầng thứ 8 Thiên Tôn Niết. Dù có qua được tầng thứ 9 hay không thì cũng nên mời chào đó." Vẻ mặt nam tử trung niên kia khổ sở nói với hai cô bé. "Ái chà chà, tự ngươi chuẩn bị đi. Ham ham, còn muốn dạy Tiểu Lang không nghe lời thật là tốt. Hay là chúng ta ném hắn đi âm trì đi. Lần trước hắn không nghe lời, ở trong đó vài ngày liền ngoan ngoãn hẳn đó. Hắn còn tìm được một cái chuông gió chơi rất là vui nữa." Cô bé mặc áo đỏ mỉm cười, căn bản không để tới nam tử trung niên mà tới bên cạnh tu sĩ mặt như là trái mướp đáng kia, cùng cô bé áo tím liên tục vỗ đầu hắn. Nam tử trung niên kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cười khổ hít sâu một hơi, đứng dậy vái hai cô bé đang chơi đùa kia một vái, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. "Song tử Đại Thiên Tôn." Hai cô bé kia vẫn đang vỗ lên đầu tu sĩ bị gọi là Tiểu Lang, khiến cho nước mắt tu sĩ này rốt cuộc là rơi xuống. "Ồ, oa oa, hắn khóc à?" "Giả vờ đó. Tiểu Lang này không nghe lời, nhất định là giả vờ thôi." "Song tử Đại Thiên Tôn." Nam tử trung niên kia có cảm giác như muốn phát điên, hướng về phía hai cô bé gầm lên. Tiếng gầm này ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, rốt cuộc cũng khiến hai cô bé này nhìn về phía hắn. "Tiểu cô khai, ngươi cũng không nghe lời ta sao?" Cô bé tên là Oa Oa nhíu mày nhìn nam tử trung niên kia một cái. "Song tử Đại Thiên Tôn, người này cần phải mời chào đó."
Nam tử trung niên kia không để chút nào, hít sâu một hơi nghiêm túc mà nói: "Vậy thì ngươi cứ mời chào đi. Ngươi đi là tốt rồi, mang về cho chúng ta gặp mặt." Cô bé thì là Hàm Hàm vung tay nắm lấy Tiểu Lang, mặt như trái mướp đắng, cùng cô bé Hoa Hoa kia thoáng một cái liền biến mất ở trong gian phòng đá. Còn lại nơi này chỉ còn nam tử trung niên đang không ngừng nắm tay bứt tóc cười khổ thôi. Vào lúc này ở trong Thiên Tôn Niết, giữa kim quang của tầng thứ 8, dưới ánh mắt ngóng đợi của hàng trăm tu sĩ Thiên Tôn phía dưới, Vân Âm hít sâu một hơi, lao nhanh về phía tầng thứ 9. Rất nhanh hắn đã đi tới tầng thứ 9 bị mây mù bao phủ, dừng lại một chút liền không do dự bước vào. Trong nháy mắt hắn bước vào, tất cả tu sĩ phía dưới bao gồm cả Trúc Lâm Thiên Tôn đều nín thở nhìn chằm chằm vào tầng 9. Tầng thứ 7 có 63 tu chân tinh, nhưng tầng thứ 8 lại có tới 81 tu chân tinh. Tầng thứ 9 này nếu xông qua sẽ có tu vi Thiên Tôn đỉnh phong, rất có khả năng sẽ là 90 tu chân tinh. Vô Lâm sau khi bước vào tầng thứ 9 xuất hiện trong tinh không hư vô, thần sắc hắn bình tĩnh nhìn về phía trước. Trong tinh không đột nhiên có 99 tu chân tinh bỗng thay đổi quỹ tích, lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong 99 tu chân tinh này không ngờ có 9 tu chân tinh tỏa ra kim quang chói mắt. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, không chút do dự, chẳng những xuất ra ngũ hành chân thân và lôi đỉnh chân thân, mà cơ thể còn tràn ngập cả ba đạo hư bổn nguyên. Phương thức này khiến cho cơ thể hắn có thể dung hợp 23 đạo thần thông, đồng thời được bổn nguyên và chân thân gia tăng, tương đương ẩn chứa 92 đạo thần thông. Đây đã là cực hạn của Vương Lâm trước khi mặc hồn khải. Trong một quyền một chỉ của hắn bao hàm 92 đạo thần thông, khiến cho bản thân hắn cũng đã tiến sát tới cấp độ Thiên Tôn đỉnh phong. Giơ tay phải lên, hai mắt Vương Lâm lóe lên kim quang, nỗi đau đớn chuyển ra từ cánh tay phải. Cốt âm đao biến ảo ra, dùng phương pháp đơn giản nhất hướng về phía 99 tu chân tinh kia bỗng nhiên chém một cái. Một nhát chém này xuất hiện 92 đao ảnh. 92 đao ảnh này lập tức dung hợp, hóa thành một đao quét ngang tinh không hư vô. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. 99 tu chân tinh nọ bất ngờ có 92 khối ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt khi chúng còn chưa hoàn toàn tan rã, thân thể Vương Lâm lập tức xuất hiện hình ảnh chồng lên. Chỉ thấy ngũ hành chân thân biến ảo ra, lôi đỉnh chân thân xuất hiện, trong nháy mắt đã tới gần 70 tu chân tinh màu vàng nọ. Ngũ hành chân thân nhoáng một cái liền biến thành thủy, hỏa, thổ, bổn nguyên chân thân, rồi lao thẳng về phía ba tu chân tinh. Tiếng chấn động vang lên, cách đó không xa thì lôi đỉnh chân thân của Vương Lâm trong tiếng cầm nhẹ cũng bộc phát ra lôi đỉnh ngập trời, một động tác liền bao phủ cả bốn khối tu chân tinh, giống như sấm sét diệt thế giáng xuống làm bốn tu chân tinh kia sụp đổ. 99 tu chân tinh tan nát có chênh lệch về thời gian, nhưng lại bị Vương Lâm dùng năng lực của bản thân khiến cho sự chênh lệch này giảm xuống cực nhỏ. Từ xa nhìn lại, 99 tu chân tinh này hầu như đã đồng thời nổ tung. Trong nháy mắt khi chúng nó nổ tung, một vùng kim quang đột nhiên bùng lên, giống như tràn ngập bốn phía, ập tới bốn phương tám hướng. Tại Thiên Tôn Niết, trong ánh mắt của mọi người, đại điện tầng thứ 9 đã có rất nhiều năm không tỏa ra kim quang. Lúc này trong sự chấn động của toàn bộ tu sĩ nơi đây, bất ngờ bộc phát ra kim quang khiến người ta không dám tin tưởng. Hắn xông qua tầng thứ 9 rồi sao? Từ ngày hôm nay cái tên Vương Lâm này nhất định là rung động cả Nam Châu. Tầng thứ 9 sao? Đúng là tầng thứ 9 rồi. Xông qua tầng thứ 9 chính là Thiên Tôn đỉnh phong, bước thêm nửa bước là có thể trở thành Dược Thiên Tôn. Chả lẽ hôm nay ta có thể chứng kiến vị Dược Thiên Tôn thứ 49 của tiên tộc sinh ra tại nơi này sao? Lúc này sợ là tất cả đại thiên tôn đều đã ngưng thần chú ý nơi này rồi. Tu sĩ phía dưới đều hít sâu một hơi, Trúc Lâm Thiên Tôn kia vẻ mặt khổ sở cúi đầu. Chúc mừng Vương Lâm đạo hữu đã xông qua tầng thứ 9. Không biết có người nào mở miệng đầu tiên, nhưng mà rất nhanh cả tu sĩ nơi này đều đồng loạt hướng về phía bầu trời vái một cái. Người này năm xưa ta đã nhận ra hắn là bất phàm, không ngờ tới trăm năm lại có thể xông qua tầng thứ 9, có thể thu vào dưới trướng. Thôi, năm đó hắn dù có cự tuyệt một lần, nhưng mà lúc này phân thân của ta đi tới, hắn nhất định biết ta coi trọng hắn thôi. Trong Đạo Nhất Tông, dưới thác nước như là thiên hà đổ xuống từ 9 tầng trời, hai mắt của Đạo Nhất Thiên Tôn sững lại, nụ cười trên mặt càng đậm. Ở dưới dòng sông băng tại Bắc Châu, Võ Phong Đại Thiên Tôn nhìn cảnh tượng trước mặt, hai mắt nhắm lại. Người này trải qua kiểm tra tại Sơn Hải, liên tục xông qua tầng thứ 9, tiên lực đã không kém nhiều so với cả Dược Thiên Tôn. Đạo Nhất coi trọng người này, nhất định cướp đoạt, nhưng mà tính cách của Đạo Nhất cao ngạo. Hắn tuy sẽ không dùng thần niệm đi mời, và nhiều nhất cũng chỉ dùng một khối phân thân. Lúc này ta dùng bản thể tự mình đi mời, người này nhất định sẽ thấy ta coi trọng hắn hơn. Võ Phong Đại Thiên Tôn suy nghĩ như vậy. Và lúc này trên đế sơn, nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười vui vẻ, giống như là Vương Lâm vượt qua được tầng thứ 9,
nàng lại còn cao hứng hơn cả bản thân hắn. Chẳng qua ánh mắt của lão già bên cạnh đảo qua phiến lá cây, thần sắc vẫn không để chút nào như trước. Tầng thứ 9 mà thôi, thiên tôn đỉnh phong mà thôi, xông qua tầng thứ 10 mới được là dược thiên tôn. Mà dù có xông qua tầng thứ 10 thì cũng chỉ là dược thiên tôn tầm thường, còn kém minh đạo tôn xa. Lão già lắc đầu chậm rãi mà nói. Sư tôn, nữ tử tuyệt mỹ xoay người sẵn giọng nói. Lão già này hơi sững lại, cười khổ nói. Thôi được rồi, nếu hắn đã có thể thông qua tầng thứ 10 thì ta sẽ đi hỏi hắn xem hắn có đồng ý về dưới trướng của ta hay không, được chưa? Ôi thiên tôn niết, tầng thứ 9 thiên tôn có thể xông lên, nhưng tầng thứ 10 lại là ranh giới giữa thiên tôn và dược thiên tôn. Qua được tầng 10 là dược thiên tôn, còn ngoài tầng 11, so với cả 9 tầng trước thì hoàn toàn bất đồng. Ngoài tu vi và chiến lực ra còn cần có minh ngộ với đạo nữa. Thiên tôn niết này, chỉ một chữ niết chính là bao hàm 9 tầng sau. 9 tầng sau xông qua một tầng liền có được một cơ duyên. Vương Lâm này, lão già nọ nhìn đồ nhi một cái, đơn giản không nói thêm gì. Vẻ mặt của hải tử thiên tôn bên cạnh hưng phấn, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, thần thức tản ra phóng thẳng lên 9 tầng trời. Trong hoàng thành tại Trung Châu, trong tòa cung điện không người, trong nháy mắt khi mà tấm màn hư ảo hiện lên, hình ảnh Vương Lâm vượt qua tầng thứ 9 thiên tôn niết, một tiếng cười lạnh như băng vang vọng trong cung điện. Đây không phải là người đạo phi nhớ mãi không quên sao? Đúng là coi thường hắn rồi. Trong thất đạo tông tại Đông Châu, tu sĩ trung niên kia một mình nhìn vào gương, không để chút nào tới tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ bên ngoài truyền tới. Đây không phải là người đạo phi nhớ mãi không quên sao? Đúng là coi thường hắn rồi. Ở trong thất đạo tông tại Đông Châu, tu sĩ trung niên kia một mình nhìn vào gương, không để chút nào tới tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ bên ngoài truyền tới, hai mắt lấp lánh. Nhất định là phải mời chào cho được hắn. Đại thiên tôn từ sau khi lần trước chuyển thế phân ra, lúc này đã trải qua nhiều năm, uy tín không còn được như trước. Thiên tôn và dược thiên tôn trước kia mời chào hầu hết đã rời đi rồi. Lúc này đại thiên tôn lại sắp chuyển thế một lần nữa, nếu người này trở thành người dưới trướng thì sẽ có tác dụng bảo vệ nhất định. Cùng với lúc đó quay trở lại thiên tôn niết, sau khi mà Vương Lâm xông qua tầng thứ 9, tất cả tu sĩ nơi này đều đồng loạt vái một cái. Ngay sau đó có gần 100 người ôm quyền nhanh chóng rời khỏi nơi này, thần thức sau khi trở lại có thể liền lập tức báo cho những thiên tôn quen biết. Dù sao chuyện có người xông qua tầng thứ 9 trong thiên tôn niết là cực kỳ trọng yếu. Việc này không ngừng truyền ra khiến không bao lâu sau thì bất ngờ có rất nhiều tu sĩ thiên tôn từ mọi nơi trên đại lục của tiên tộc bay thẳng tới thiên tôn niết. Trong kim quang tỏa ra từ tầng 9, Vương Lâm đi ra, hắn khoanh chân ngồi giữa không trung, không tiếp tục đi lên tầng 10 nhưng chưa bỏ cuộc mà hạ xuống. Cả thiên tôn niết đều bị kim quang chiếu rọi, hễ là đám tu sĩ thiên tôn vừa được thông báo mà chạy tới nơi này, vừa xuất hiện ở truyền tống trận lập tức bị kim quang bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên tầng đại điện thứ 9 đang tỏa ra kim quang vô tận, đồng thời cũng nhìn thấy thân ảnh đang khoanh chân ngồi trong kim quang. Thần sắc bọn họ ngưng trọng, lại càng có một tia chờ mong. Giờ phút này hơn phân nửa thiên tôn ở nơi này không còn ai có ý trào phúng nữa, thậm chí là khinh thường trong nội tâm đã bị nghiền nát. Bọn họ tôn trọng cường giả, nhất là người có thể xông qua tầng thứ 9 lại càng là thiên tôn đỉnh phong. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, tu sĩ thiên tôn nơi này càng nhiều. Từng đạo cầu vồng từ truyền tống trận xa xa bay tới, hầu như khiến ánh sáng từ thần thức không ngừng lại chút nào. Rất nhanh chóng thì thiên tôn niết này đã có gần 700 tu sĩ thiên tôn, hầu như chiếm toàn bộ 7 phần tổng số thiên tôn trên đại lục của tiên tộc. Mà bên trong truyền tống trận vẫn có những tu sĩ thiên tôn nhận được tin tức sau khi mà nhanh chóng đi tới. Việc này gây ra chấn động rất là lớn, người tới thiên tôn niết ngày càng nhiều rồi. Một khi mà vượt qua tầng thứ 10, hắn sẽ trở thành tu sĩ dược thiên tôn. Chẳng qua tầng thứ 10 này nghe nói khó khăn gấp 9 tầng đầu. Nếu không thì cũng không phải tới mấy vạn năm nay vẫn mãi chưa có người có được. Một khi mà vượt qua tầng thứ 10, hắn sẽ trở thành tu sĩ dược thiên tôn. Chẳng qua tầng thứ 10 này nghe nói khó khăn gấp 9 tầng đầu. Nếu không thì cũng không phải tới mấy vạn năm này mãi vẫn không có vừa được vị dược thiên tôn thứ 49. Phỏng chừng có chút khó khăn. Tuy nói xông qua tầng thứ 9 thiên tôn niết có khả năng cực nhỏ, nhưng vẫn có một chút. Những người năm đó không phải đều đã thành danh hiển hách, cũng từng xông qua tầng thứ 9 thiên tôn niết này và cũng khiến chúng ta chấn động. Dưới sự chờ mong của rất nhiều người nhưng đều thất bại ở tầng thứ 10, lúc này rất có khả năng cũng sẽ như thế. Trong thiên tôn niết hơn 700 thiên tôn phân tán ra nhìn thân ảnh đứng trong kim quang từ tầng thứ 9 trên không trung, hoặc suy tư, hoặc dùng thần niệm trò chuyện, hoặc hỏi thăm danh tính và những chuyện trước kia của Vương Lâm.
Trong hơn 700 thiên tôn này có số người thần sắc cực kỳ bình tĩnh, bọn họ không giống như người thường. Dù đứng ở nơi này nhưng mà những thiên tôn bốn phía đều cực kỳ khách khí. Những người này không có tới mấy chục người, bọn họ đều toàn là những người xông qua tầng thứ 9. Nhưng mà phải dừng lại ở tầng thứ 10. Giờ đến nơi này để nhìn xem một chút Vương Lâm có thể bước được nửa bước vào nơi mà bọn họ mơ ước hay không. Triệu Huynh, ngươi thấy người này có thể xông qua tầng thứ 10 hay không? Khó đấy. Tầng thứ 10 ta và ngươi từng thử rồi. Người này nếu thật có lòng tin xông qua được tầng thứ 10 thì đã không phải ngồi xuống đả tọa thế này. Lại sau thời gian nửa nén hương, số lượng tu sĩ ngưng tụ tại nơi này lên tới gần 800 người. Hầu như toàn bộ thiên tôn của tiên tộc đều bỏ qua mọi chuyện mà chạy tới nơi này chứng kiến sự kiện trọng đại này. Trong đám người này có một nữ tử, tướng mạo nữ tử này tuyệt mỹ, chính là Hải Tử. Nàng không ở đế sơn nhìn qua chiếc lá cây mà tự mình tới đây, nhìn thân ảnh trong kim quang trên bầu trời, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Người này sau khi mà rời khỏi Sơn Hải, mất tích hơn 10 năm, không ngờ vừa mới xuất hiện lại kinh người như vậy. Ngay lúc mà gần 800 thiên tôn đang chờ đợi, Vương Lâm xông lên tầng thứ 10 thì đột nhiên trong truyền tống trận xa xa lại liên tục lóe lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc bạch y cất bước đi ra, thần sắc người này lạnh lùng. Sau khi xuất hiện không nhìn mọi người chút nào, mà thân thể bay lên đứng giữa không trung nhìn về phía Vương Lâm. Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn sao? Không ngờ ngay cả Dược Thiên Tôn cũng bị kinh động tới đây. Không chỉ có Tuyết Vũ được Dược Thiên Tôn, ngươi xem kìa, đó là Đạo Luân Dược Thiên Tôn đó. Dược Thiên Tôn xuất hiện lập tức khiến cho Thiên Tôn chú ý, chỉ thấy trong truyền tống trận liên tục lóe sáng lại có một người nữa đi ra. Người này là một lão già, vừa cau mày thân thể vừa bay lên không trung nhìn nam tử mặc bạch y kia, hơi gật đầu một cái liền nhìn về phía Vương Lâm trên bầu trời. Mạnh song Dược Thiên Tôn sao? Đó là Tử Dịch Thiên Tôn. Là hắn, hắn có hình dạng đồng tử, nhất định là hắn. Nghe đồn hắn đã vượt qua tầng thứ 12. Những luồng thần niệm truyền ra, tiếng đàm luận vang vọng trong thiên tôn niết. Trong truyền thống trận xa xa xưa kia, Dược Thiên Tôn tổng cộng xuất hiện 4 người. 4 người này không ai nói chuyện với ai, sau khi xuất hiện liền lập tức nhìn về phía không trung. Đúng vào lúc này đột nhiên bốn phía trở nên yên tĩnh, chỉ thấy trên bầu trời Vương Lâm đang khoanh chân trong kim quang tầng thứ 9 đứng lên. Cử động này của hắn khiến tất cả ánh mắt đều ngưng tụ lại. Vương Lâm cúi đầu nhìn đám người phía dưới, nhướng mày nhưng rất nhanh liền giãn ra. Mục đích của hắn là một lần hành động, thiên hạ phải chấn kinh, lúc này càng nhiều người biết càng tốt. Trong đám người nọ có 4 người khiến Vương Lâm nhìn lại. 4 người này chính là 4 Dược Thiên Tôn vừa tới đây. Trong khi Vương Lâm nhìn bọn họ cũng nhìn lại Vương Lâm, thần sắc bình tĩnh không có chút tâm tình dao động. Ánh mắt vừa tiếp xúc liền bị Vương Lâm thu hồi. Hắn ngẩng đầu lên, thân thể hướng về phía tầng thứ 10 bước đi. Bước chân vừa chuyển động, thân thể hắn liền dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng lên tầng thứ 10. Thân thể nhoáng một cái liền biến mất. Xông lên tầng thứ 10 rồi. Tầng thứ 10 này nếu có thể nói là Long Môn, một khi xông qua được thì sẽ trở thành vị Dược Thiên Tôn thứ 49 của tiên tộc ta. Tất cả tu sĩ phía dưới đều ngưng thần nhìn chăm chú, sợ là nhìn sót một chút gì đó. Thậm chí vào giờ phút này trên mặt đất của tiên tộc, Võ Phong Đại Thiên Tôn và mọi người ở trong hoàng thành cũng đều quan sát cảnh tượng Vương Lâm đi vào trong tầng thứ 10. Cả trong Tử Dương Tông, nam tử trung niên kia hít một hơi thật sâu, ánh mắt không chớp một chút nào. Hắn có thể vượt qua không? Đây là một ý niệm dâng lên trong đầu rất nhiều tu sĩ thiên tôn vào lúc này. Thời gian trôi qua, Vương Lâm tiến vào tầng thứ 10 này đã tới 8 nhịp thở. Nhịp thở thứ 9, thứ 10. Tất cả mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên tầng cung điện thứ 10 mơ hồ trên bầu trời. Tầng cung điện này mấy vạn năm qua chưa bao giờ tỏa ra kim quang. Nhưng mà trong lịch sử của nó, mỗi lần tỏa ra kim quang đều khiến cho trên Tiên Cương Đại Lục lại có thêm một vị Dược Thiên Tôn. Tiên Cương Đại Lục lúc này chỉ có 48 vị Dược Thiên Tôn. Ôi. Một khi xuất hiện thêm một người, lập tức cả tiên tộc, thậm chí cả cổ tộc cũng sẽ biết tới tên tuổi người đó. Tu sĩ như vậy đủ khiến cả tiên cương chấn động. Nhịp thở thứ 10, thứ 12, 13 cho tới nhịp thở thứ 20. Hẳn là hắn thất bại rồi. Tu sĩ thiên tôn phía dưới lập tức có người truyền ra tiếng thở dài. Nhưng vào lúc này lại có tiếng kinh hô vang lên. Trong thiên tôn niết yên tĩnh này giống như sóng biển quần quận quần tới tận trời xanh. Kim quang, đó là kim quang kìa. Kim quang tầng thứ 10, mấy vạn năm rồi tầng thứ 10 này lại một lần nữa tỏa ra kim quang. Hắn xông qua rồi kìa. Trên bầu trời tầng thứ 10 mơ hồ bị mây mù che phủ hơn phân nửa. Sau nhịp thở thứ 20, trong ánh mắt tập trung của mọi người bất ngờ tỏa ra kim quang kinh thiên động địa. Thần sắc bốn Dược Thiên Tôn lập tức sững lại, chỉ thấy trên bầu trời mơ hồ nọ của Thiên Tôn Niết, tầng thứ 10 vô số năm không tỏa ra chút ánh sáng, trong nháy mắt này bộc phát ra kim quang sáng như ngọc. Kim quang này khuếch tán ra giống như là một làn sóng không ngừng tràn tới, thay thế tất cả màu sắc trong mắt của tu sĩ ở nơi đây. Trong kim quang đang tỏa ra kia có một thân ảnh khổng lồ giống như là từ trong kim quang biến ảo ra. Thân ảnh này không phải là Vương Lâm mà là một người mặc kim bào tỏa ra uy nghiêm vô thượng.
Thân ảnh này cực kỳ cao lớn, bất ngờ giống như là một người khổng lồ đứng trong thiên địa. Hắn từ trong kim quang của tầng thứ 10 hiện ra, trong nháy mắt liền trở nên ngưng thật. Trong nháy mắt khi thân ảnh đó đã hoàn toàn hiện rõ, hình dáng của hắn anh tuấn đồng thời ẩn chứa một vẻ tang thương và lực lượng khiến cho tất cả tiên nhân phải cung bái. Thân ảnh này mặc kim bào, thậm chí trên đỉnh đầu người này còn có một cái vương miện khiến cho người này thoạt nhìn trông ngạo nghễ trong thiên địa. Trong tích tắc khi mà thân ảnh này xuất hiện, hơn 800 thiên tôn phía dưới và 4 dực thiên tôn phải đều chấn động tâm thần. Là phân ảnh của tiên tổ năm đó để lại thiên tôn niết này. Nghe nói là phân ảnh này trường tồn cùng vạn cổ, đã chia lìa với cả tiên tổ. Dù tiên tổ có tử vong thì phân ảnh này vẫn dung hợp trong thiên tôn niết. Tầng thứ 10 là ranh giới giữa dực thiên tôn và thiên tôn. Tiên tộc ta đồn là mỗi khi có một tu sĩ dực thiên tôn thì đều được tiên tổ ban thưởng, không ngờ việc này là thật. Xông qua tầng thứ 10 rồi, phân ảnh tiên tổ biến ảo ra. Về sau Vương Lâm này có thể vượt Long Môn trở thành tu sĩ dược thiên tôn, đã không còn cùng cấp độ với chúng ta nữa rồi. Có thể tận mắt thấy một người trở thành dược thiên tôn, thấy phân ảnh của tiên tổ ban thưởng, lần này đúng là tới thiên tôn niết không về tay không. Thân ảnh màu vàng kim khổng lồ kia xuất hiện trong thiên địa, cả đám tu sĩ phía dưới đều cực kỳ cung kính, đồng loạt hướng về phía thân ảnh này vái một cái. Không ai yêu cầu họ làm vậy, mà đây là sự sùng kính của tất cả tu sĩ tiên tộc ở nơi đây. Hậu bối của tiên tộc bái kiến tiên tổ. Trong một vái này, giọng nói của tất cả tu sĩ nơi đây đều hóa thành một vang vọng trong thiên địa của tiên tôn niết này. Ngay lúc mà tu sĩ phía dưới vái một cái, phía trước phân ảnh khổng lồ của tiên tổ, từ trong kim quang của tầng cung điện thứ 10, bất ngờ có một đạo cầu vồng bay ra. Thân ảnh đạo cầu vồng đó chính là Vương Lâm. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ nơi này giống như là trở thành vĩnh hằng vậy. Chỉ thấy trên bầu trời có hai thân ảnh màu vàng kim, một lớn một nhỏ, cách nhau không tới trăm trượng đang nhìn nhau. Sau mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn sau khi mà xuất hiện liền lập tức thấy thân ảnh khổng lồ màu vàng kim trước mặt. Sau khi thấy rõ tướng mạo, liền chấn động tâm thần. Thân ảnh đó chính là tiên tổ mà hắn đã hai lần nhìn thấy. Đôi mắt màu vàng kia lộ ra uy nghiêm vô tận. Ánh mắt này nháy mắt rơi lên người Vương Lâm, giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị không thể nào hình dung nổi, đang nhìn về phía hắn. Giống như là xuyên thấu thân thể hắn, khiến tất cả mọi bí ẩn của hắn đều bị phơi bày. Tâm thần Vương Lâm chấn động, cũng có cảm giác giống như là lõa thể ở trước ánh mắt này. Như là tất cả bí ẩn trong tâm thần đều bị ánh mắt này nhìn thấu. Loại chuyện này Vương Lâm không đoán trước nổi, thậm chí dù là sư tôn Huyền La quán cũng chưa bao giờ ngờ được là Vương Lâm lại ở trên đại lục của tiên tộc mà đạt được tới bước này. Do đó Vương Lâm không có chút chuẩn bị, trong nháy mắt khi bị nhìn thấy, bí mật trong tâm thần bất ngờ bại lộ dưới ánh mắt này. Trong ánh mắt này, trong đầu Vương Lâm giống như bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ, rất nhanh lật dở ký ức của hắn, dù có giấu giếm thế nào thì cũng không có tác dụng. Từ lúc mới sinh ra rồi nhanh chóng tiến tới. Tu sĩ dược thiên tôn trên đại lục của tiên tộc hôm nay chỉ có 48 người. Đối với cả tiên tộc mà nói, dược thiên tôn cực kỳ quý giá, chỉ thấp hơn đại thiên tôn mà thôi, là một nguồn lực lượng đỉnh phong của tiên tộc. Tu sĩ như vậy thì dù tiên tổ có coi trọng, năm đó sáng tạo ra thiên tôn tiết này, thì tiên tổ liền lo lắng có ngoại tộc hoặc là tu sĩ thiên ngoại thay đổi khí tức đi tới, ẩn trong tiên tộc, thậm chí đạt được danh hiệu dược thiên tôn. Chuyện như vậy tiên tổ làm sao có thể cho phép? Thiên tôn thì thôi, nhưng dược thiên tôn thì phải là tu sĩ của tiên cương đại lục, mà cần phải sinh ra và lớn lên tại nơi đây, không có một chút mánh khóe. Cho nên chuyện người ngoài xông lên tầng thứ 10 của thiên tôn niết, trở thành dược thiên tôn mới được truyền khắp thiên tộc này, cũng được tất cả tu sĩ quyền uy của tiên tộc chứng kiến. Mỗi một tu sĩ trở thành dược thiên tôn đều trải qua chuyện này, 48 dược thiên tôn trên đại lục tiên tộc đều là như vậy. Cánh cửa này là vô cùng trọng yếu, nếu bị phân thân của tiên tổ phán định là tu sĩ thiên ngoại hoặc là tu sĩ cổ tộc thì sẽ lập tức bị truyền đi ra ngoài. Chớ nói là Vương Lâm, dù là đại thiên tôn thì cũng chạy không thoát. Phân ảnh của tiên tổ sẽ không ra tay. Chỉ khi nào bị hắn nhìn ra mánh khóe thì người ra tay sẽ là dược thiên tôn, hoặc thậm chí là do đại thiên tôn chém giết. Trong ánh mắt của tiên tổ, trí nhớ của Vương Lâm khi còn nhỏ trong nháy mắt bị mở ra. Nhưng mà đột nhiên vào lúc này, thiên nghịch châu dung hợp trong tâm thần của Vương Lâm lại xuất hiện trong thân thể hắn, chậm rãi chuyển động, tỏa ra một luồng lực lượng êm ái bao phủ toàn thân Vương Lâm. Trong sự trầm mặc của Vương Lâm, thiên nghịch châu giống như ánh sáng tạo ra một phần ký ức cho phân ảnh tiên tổ xem vậy. Chẳng ai biết là phân ảnh của tiên tổ nhìn thấy gì. Một lát sau, ánh mắt của hắn nhìn lên người Vương Lâm từ từ trở nên nhu hòa. Hồi lâu sau, trong ánh mắt chăm chú của tất cả tu sĩ phía dưới, phân ảnh tiên tổ vung tay trái lên. Trong lúc vung lên, lập tức một tấm vải trắng bỗng nhiên biến ảo ra, phất phới ở trước người. Trên tấm vải này có 48 cái tên, mỗi một cái tên đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, uy áp tràn ngập phủ xuống thiên địa. Dược tôn bảng, đây là dược tôn bảng trong truyền thuyết sao? Nghe đồn mỗi một tu sĩ dược thiên tôn đều được tiên tổ viết lên trên dược tôn bảng này. Bảng này không dễ gì sắp đặt,
chỉ có sau khi một dược thiên tôn xông qua tầng thứ 10 mới có thể huyễn hóa ra. Dược tôn bảng, hễ là tên ai viết lên đó đều được tiên tổ che chở, là người đạt được vinh quang chí cao trong tiên tộc ta. Tu sĩ phía dưới trừ 4 dược thiên tôn ra thì những người khác đều hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ khát vọng. Bọn họ đều là thiên tôn, nhưng mặc dù là thiên tôn cũng không có tư cách được viết lên trên bảng dược thiên tôn này. Chỉ thấy tay phải của phân ảnh tiên tổ bỗng nhiên giơ lên, giống như là trong tay xuất hiện một cây bút màu vàng kim, rồi vung lên lên trên tấm vải trắng, rồi bất ngờ viết lên một loại chữ của tiên tộc. Thứ 49 Vương Lâm. Trong nháy mắt khi viết xong chữ này, thân thể phân ảnh tiên tổ từ từ tiêu tán, lại một lần nữa hoàn thành kim quang bao quanh thiên tôn niết này. Cho tới khi mà thân ảnh tiên tổ hoàn toàn tán đi, tu sĩ phía dưới vẫn hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau mới đồng loạt hướng về phía bầu trời vái một vái nữa. Ra mắt dược thiên tôn. Rồi ok, mình xin dừng lại tại đây. Về cuối chuyện này nhiều phân đoạn, tác giả viết lặp lại nhiều quá. Nên mọi người cố gắng chịu khó một chút nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.